Rồi, con đường này là đường Hải Thượng Lãn Ông nè bà con. Hồi xưa là con đường Khổng Tử. Bên kia có quán kem. Ở bên tay phải có ba mấy cò đây nè. Đó là Nhị Phủ Miếu. À, đây là phố ẩm thực Trần Bội Cơ. Trường Trần Bội Cơ này hồi xưa đó là trường Phước Đức. Nơi đây vào năm nào ba mươi còn không nhớ, nhưng mà có xảy ra một cái vụ bắn nhầm rocket khiến 6 sĩ quan cấp cao luôn đó bà con, của quân của Việt Nam Cộng Hòa tử trận. Rồi con đường này đường Đỗ Ngọc Thạnh, hồi xưa là Lý Thành Nguyên. Nơi đây hồi xưa còn gọi là bến tắm ngựa, bởi vì ở đây là một cái dòng sông nha bà con. Con đường chúng ta đang đi là hồi xưa nó là dòng sông á, chúng ta đang chạy trên sông á. À, bây giờ thì không còn sông nữa. Ở đây là công viên Cửu Long nè. À, đây để ba mẹ con chở bà con bác đi vô chợ sớm voi. Không biết qua Tết thì bà con có bác có nghỉ bán không hay là vẫn buôn bán bình thường. Có nhiều gia đình người ta không có nghỉ Tết nhưng mà không, à, họ vẫn buôn bán bình thường luôn. Đó, đây nè bà con. Đó, bà con bác thấy không, có rất nhiều gia đình là người ta vẫn bám trụ lại, người ta không có nghỉ Tết. Thậm chí ba mẹ con thấy họ đem cái bố ở đây họ ngủ luôn bà con. Vậy tức có nghĩa là giống như là họ ăn ngủ ở đây luôn á, họ không cần dọn hàng luôn bà con. Đó, họ tất cả mọi hoạt động của họ là ở ngay tại chợ luôn. Đó, không cần dọn hàng vô, không cần dọn hàng ra. Đó, ghế bố, à, cuộc đời của họ là gắn liền với cái ghế bố. Đó, mà thì vô ghế bố nằm nghỉ. Chắc những người này họ ước mơ, họ sẽ có một cái mơ ước rằng sau này về già họ sẽ có được ngủ được thẳng lưng. Tại vì họ nằm cái bố là họ nghiêng nghiêng mà. Nè bà con bác không, mấy cái bố nghiêng nghiêng nè. Đó, nằm giữa nước mặt là nhìn lên trời, cái lưng là dưới cái ghế bố ngoài đường như vậy á. Ở đây là con đường Lê Văn Sung nè, bán vú dê nướng, vú heo chứ. À, trà mảng cầu, vú dê. Sắp tới đây là con đường này là con đường mía nè. Ồ, Hồng Lợi Nam chơi mở nhạc sàn luôn, bà con có thấy không? Trời ơi, cây bưởi kìa, cây mai nè, đây chơi dữ nè, lan kìa, một nhà đây luôn hoa. Trời ơi, xe kìa, Lexus nè, Mercedes, BMW nè, trời ơi, nguyên một dàn xe xịn. Hồng Lễ Nam này là dữ dằn ở khu chợ lớn này lắm nha bà con, nổi tiếng à. Và con đường này là con đường Hậu Giang. Bên tay trái cái tòa nhà cổ cổ bà con, hồi xưa đó trường mẫu giáo bà con. À, đây là phố ẩm thực Chợ Lớn nè. Wow, làm gì mà dừng lại đông vậy? Trà sữa, trời ơi, trà sữa mà bu lại uống đông dữ vậy hả? Bên kia là nguyên con rồng kìa. Không nghỉ Tết.
Wow, bà con có thấy người dân Chợ Lớn người ta ra đường người ta ăn quá trời không? Trà sữa nè, hủ tiếu nè, quá trời quán nào quán ấy đầy nghẹt người luôn, không có chỗ ngồi luôn bà con. Không cần biết là quán ăn này ngon hay dở nha, cứ mở quán là có người ăn à, quá tràn ngập người. Wow, xe phải đậu tràn đầy ngoài đường luôn. Đây là có cái tiệm cơm tấm nè, cơm tấm ma ở đây nè. Ở đây là tới này người ta gọi là Bình Tiên nè. Đây, băm cầu quẹo phải. Chợ này người ta gọi là chợ Minh Phụng, hồi đó còn gọi là chợ Cây Gõ. Trước năm 75 thì cái chợ này được gọi là chợ Bình Tiên nhưng mà con. Đường này đường Lê Quang Sung, hồi xưa là Trương Tấn Bủ. Ở đây là có một cây cầu, cầu này được gọi là cầu Cây Gõ. GS25. Ở đây là trường Nguyễn Đức Cảnh đó bà con. Trường này trước năm 75 là trường Minh Phụng. Rồi ở đây là Bùng Binh Cây Gõ. Ngay đây hồi đó có một cái tượng đài tên là tượng đài Lê Lợi. Chùa này chùa Quế Lâm nè, đóng cửa rồi. Ở đây có cái chùa này là chùa Sùng Đức. Ở đây có một cái khu bán phố ẩm thực chay. Xin thưa với bà con cô bác, hồi xưa ở đây người ta gọi là xóm giá đó, này ta mấy cái lùi giá người ta làm người ta bán xóm giá ở đây. Bên kia trời ơi, tiệm cơm tấm đông quá trời đông.
Rồi cái cầu này là cầu ông Buông rồi bà con. Trước năm 75 cái cầu này người ta gọi là cầu cầu này người ta gọi là cầu Phú Lâm nè. À. Bên kia có hãng dầu phun diệt OBC. Cái cầu này người ta còn gọi là cây cầu thúi á. Hồi đó đi qua cầu này nó thúi quắc à. Thúi chịu không nổi luôn. Rồi bên tay phải này là trường Mạc Đĩnh Chi. À, đây là ngã tư Phú Lâm. Bùng binh Phú Lâm là đây nè. Trước năm 75 ở đây gọi là ngã tư Phú Lâm. Bên đó là đường Bà Hôm, là con đường mà hồi xưa sau năm 75 mà ai mà đi lên nông trường Lê Minh Xuân á thì sẽ biết có con đường đó. Trời ơi, mệt quá. Còn ngủ nữa hả con? Đó, đường này hồi xưa nó mang tên là đường Lục Tỉnh, bây giờ là đường Kinh Dương Vương. Bên đây có cái nhà thờ đang sắp sửa xong rồi, nhà thờ Chúa Hiển Linh. Quán lẩu bò Cư Xá, quán đó ăn cũng ngon lắm đó bà con. Mía rất ép lụ bà con, có bác thấy không, Tết á mà ai mà không có nghỉ Tết á mà chỉ cần đứng ra buôn bán thôi là bán cái gì là thắng cái đó, tại vì cái số lượng ít người á, ít quán cho nên là đông. Còn sau khi mà vô Tết ai cũng mở ra quán quá trời luôn thì cái cung nó nhiều hơn cái cầu thì thành ra bán ế. Từ từ cái thị trường nó sẽ tự điều chỉnh.
mình đi tới đây là công viên Phú Lâm. Bên tay trái là có cái trường giao thông vận tải trung ương 6. Đỡ Michael nha mẹ. Ba mày còn nhớ đây có cái tiệm hủ tiếu Kim Tháp nè. Chắc Tết chứ không bán đâu. Tiệm này là tiệm Kim Tháp 4. Đây, Tết không có bán. Rồi Michael nó ngủ rồi, thôi để ba Michael ấp máy cho dễ chạy xe. Thôi ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.